Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm của mình về ghép lan càng cua vào chân cây thăng long. Đây là một cái chậu lan càng cua mình đã ghép sẵn từ trước vào chân cây thăng long. Cái chậu này thì mình ghép từ đầu năm ngoái, đến năm nay thì đã phát triển rất tốt rồi, vừa rồi đã cho ra hoa rồi, tất cả các mầm rất khỏe mạnh, nên rất là khỏe, rất là tươi. Và đây là một cái chậu khác mình vừa mới ghép đầu năm nay thì cũng đã lên rất nhiều mầm các bạn nhỉ. Đây rất khỏe, lên rất nhiều mầm. Đó. Đây chỉ đến Tết tháng năm lại ra hoa thôi. Thì để chuẩn bị ghép thì trước hết là chúng ta phải chuẩn bị một cái chân cây thăng long. Đây mình đã chuẩn bị một cái chân trồng, chúng ta trồng sẵn nó vào cái chậu, chúng ta trồng đất bình thường thôi, có thêm bón lót thêm nữa càng tốt, trồng độ hơn một tháng cho nó ra rễ, cây nó khỏe mạnh ra rễ chắc chắn rồi thì chúng ta mới dùng để ghép. Và chúng ta chọn những cái cành lan càng cua để ghép, chúng ta chọn những cái cành bánh tẻ khỏe mạnh không sâu bệnh. Chúng ta cắt khoảng mỗi một mắt ghép chúng ta cắt khoảng 2 đốt lan càng cua, và chúng ta cũng phải cần một cái lưỡi dao nam này để chúng ta cắt chích vào trong cái thân cây thăng long để ghép những cái cành lan càng cua vào. Nếu như chúng ta có được những cái mũi dao nhọn sắc mỏng thì chúng ta sẽ khi chích vào chân cây thăng long sẽ dễ hơn. Đây mình không có, mình dùng lưỡi dao tem. Ở hai cái chậu trước mình ghép thì mình cũng toàn dùng là lưỡi dao lam cả, và cũng tỷ lệ sống rất cao. Chỉ có những cái cành nào do di chuyển do những vật khác nó rơi vào nó gãy thì mới bị hỏng thôi, còn nó tất cả lên đều, tất cả các cành đều lên tốt. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết ghép cụ thể. Chúng ta sẽ lấy cái rau lam này, chúng ta bẻ đi một đầu, chúng ta bẻ cái đầu này đi cho nó cắm vào cái chân thăng long dễ hơn. Sau đó là chúng ta sẽ gạch một đường vào, ở chân cây thăng long này ta cắm nó sâu một chút. Rồi chúng ta lấy cành lan càng cua, chúng ta lấy dao tem vát đi một lớp mỏng ở hai cái cạnh bên của lan càng cua như này, chúng ta cắm vào. Ghép con so le nhau cho nó đẹp.
cua này nó ra hoa rất đẹp. Và khi chúng ta để trong nhà này, nó còn có tác dụng là thanh lọc không khí, nó hút những khí độc hại, những khí carbon này, nhả khí rất nhiều khí oxy. Khi trồng trong nhà, khi để ban công rất tốt. Tôi ghép ba cái cảnh mỗi cái thêm tăng lòng em so le nhau. Làm theo ghép rất đơn giản, ta chỉ cần chứa một cái nỗ vào trong thân thôi mà. Cây này hỏng rồi, lấy cây khác. Đấy là mình đã hướng dẫn các bạn ghép cái cành đang cà cua vào trên cái thanh long. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong. Khi chúng ta thực hiện xong rồi thì chúng ta kiếm một cái túi bóng kín trong đủ rộng để chúng ta chùm vào ra bên ngoài nha. Mục đích là để cho nó không bị mất hơi nước của những vừa giữ ẩm vừa giữ tránh mất hơi nước ăn những cái cành ăn cả cua. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong, chúng ta chỉ được mang ra để nơi bóng mát chỉ khoảng độ 15-20 ngày, chúng ta có thể bỏ cái túi bóng này ra, chúng ta sẽ được một cái chậu lan càng cua như thế này. Đây các bạn xem. Rồi, chúc các bạn thành công. Chào các bạn.